Hello, xin trân trọng kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của tới. Chúng ta lại gặp nhau trong một video tiếp theo. Ở cái video ngày hôm nay thì tới giới thiệu cho anh chị mình là cũng là một dòng cây sen cắm đứng anh chị nhé. Thì cây sen này sẽ như thế nào và giá nó sẽ ra sao thì anh chị nhớ là theo dõi đó hết clip của tới nha. Thì tới sẽ khui ra cho anh chị mình xem luôn. Rồi anh quay từ bên đây ha để cho mọi người xem nè. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có được là một cái củ sen anh chị, củ sen sẽ được trong cái hộp này. Để mở ra cho anh chị mình xem luôn. Rồi, được củ sen được cũng được đóng gói khá là cẩn thận ha. Bên trong thì bảo vệ mình tới hai lớp, một lớp dây ni lông cái thùng miệng nè. Hộp cái túi. Rồi, củ sen này thứ nhất là chúng ta sẽ được cái này là chất liệu đồng thau anh chị nhé, chất liệu đồng thau và mạ cơ và sơn kính điện màu đen với lại màu vàng khá là xịn sò anh chị ha. Đây là cây củ sen. Rồi tiếp đến chúng ta không biết là thứ đi là một cái ống cây sen anh chị nhé. Đây là cây sen thì cái chất liệu của nó sẽ là được inox 304, có được cái thân trên của cây sen anh chị nhé. Thì chúng ta sẽ ghép lại với nhau. Đó, thì cũng khá là đẹp luôn. Thì cái này thì mình sẽ gắm vào trong cái cây này. Đấy, và mình sẽ dặn lại anh chị nhé, đây nó có cái, trên này nó có cái răng để mà mình sẽ siết lại trong cái ca thân này. Rồi em sẽ mở hết trơn, sau đó là em sẽ cho mình chị mình kiểm tra xem lại lần nữa ha. Rồi tiếp theo nữa thì nó sẽ có được một số cái linh kiện đi kèm theo nó. Cái này là dùng mình để máng vào cái tay sen rời anh chị. Thì cái này mình tăng đưa lên xuống, nút bấm tăng đưa lên xuống nè, cái này nhựa si anh chị nhé, cái này chất liệu nhựa si. Còn cái ống này chúng ta là được inox, ống này sẽ được làm bằng inox và được sơn cái điện màu đen khá là xịn sò luôn, khá là sang anh chị nhé. Mình sẽ có được hai cái túi là hai cái phụ kiện để mình nắp cây sen vào trong tường, một đế giữ cây thân sen đứng và một đế là nắp chụp để che ốc phía sau lưng của sen. Dây sen thì mình cũng được là mạ một chất liệu màu vàng luôn chị nhé, và là chất vàng mấy k, chắc là 24k mọi người, rất là bóng à, và 24k khá là sang, một màu vàng khá là sang chị nhé. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có được là một cái bát sen to trên và một cái tay sen nhỏ anh chị. Đây là cái bát sen. Này là cũng là nhựa si luôn chị ha, nhựa si màu đen thì nó cũng rất là sang luôn chị. Tiếp theo đó là mình một cái tay sen cũng là màu đen luôn, thì tay sen này thì cũng được nhựa và sơn màu đen đến điện khá là sang. Rồi phụ kiện đi kèm thì nó chỉ có như vậy thôi. Bây giờ tới sẽ tiến hành lắp lên cho anh chị mình, cho anh chị mình xem thực tế lên nguyên một bản rồi nó sẽ như thế nào anh chị nhé. Và đây anh chị, thì sau khi mà mình đã lắp hoàn chỉnh một cái cây sen xong rồi thì chị nhìn thấy á, khá là đẹp luôn anh chị, khá là tuyệt vời luôn. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái van. Van này là van mở nước và ống là hai bên, và để cái giữa là sẽ dung hòa mọi thứ 50-50. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có ba chế độ anh chị á. Một là mình sẽ cho một cái hồ như cái này ra cái chậu phía dưới nè. Thứ hai là mình sẽ lên cái bát sen trên đây, sen tay sen như vậy. Cái cuối cùng nữa là mình sẽ lên một cái bát sen to trên đây anh chị nhé. Rồi cái này thì mình sẽ giật ra xuống qua lại tùy theo cái độ lớn của mình anh chị nhé, mình giặt hết. Còn cái sen này mình phải tăng đưa bên trong xuống lên chị nhé. Này đây sen rồi, mình có thể là đấy, rồi luôn, khá đẹp luôn. Và giá cây sen hiện tại này thì tới hiện tại trên tới cũng đang khuyến mãi một số dòng cây sen đồng giá với nhau. Rồi như cây vừa rồi chị có xem á, đó là clip này đây nhất á, giá 190. Thì cái này giá 17 đô và tới còn rất là nhiều cây sen đồng giá là 1.590.000 khuyến mãi cho đến hết tháng 9 anh chị nhé. Do là anh chị nào cần sang mẫu thì bóc ngay Zalo của tớ là 0937844450 và địa chỉ cửa hàng là 222 Bình Long, phường Tân Phú, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Và tớ đang xem một cái dòng đồng giá với nhau là 1.590.000 nha. Cho nên là anh chị nhanh tay thì gọi ngay hotline cho tớ đâu, gọi ngay hotline cho tớ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong một video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người nha.